Ngày đầu đấy thì về cái vấn đề chăm sóc thì chị có được đội ngũ chăm sóc khách hàng bên em các bạn thì cũng dặn kỹ chị lắm. Ngày nào các bạn ấy cũng nhắn tin hỏi thăm. Các bạn hỏi vệ sinh như nào, chụp ảnh các bạn ấy xem đã kỹ chưa. Chỗ nào chưa kỹ thì các bạn lại bảo mình sẽ vệ sinh lại những cái vùng đó. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với livestream hàng ngày cùng Thẩm mỹ Doãn Lâm. Hiện tại thì tôi đang được trò chuyện với một chị khách hàng. Hôm nay thì chị đến đây để tái khám dịch vụ combo dịch vụ cắt mí skinny và dịch vụ nâng mũi cấu trúc Babyline. Và hiện tại thì mũi và mí của chị đã được 2 tháng tuổi rồi. Và chị ơi, đầu tiên thì mình giới thiệu lại một chút về thông tin bản thân mình với mọi người đang xem livestream được không ạ? Chị tên là Thảo. Năm nay chị 33 tuổi. Chị ở Nam Từ Liêm. Nam Từ Liêm hiểu không ạ? Chị Thảo ơi, em thấy là mình sử dụng combo cùng một lúc hai dịch vụ luôn ấy. Thì bây giờ mình có thể chia sẻ lại một chút xíu về cái tình trạng mí và mũi của mình trước khi thực hiện dịch vụ được không ạ? Trước khi thực hiện dịch vụ thì mũi của chị bị thấp, rồi cái cánh mũi bị bè to. Mắt thì trong tình trạng là có mí thế nhưng mà không được rõ và nhiều mỡ thừa. Nhiều mỡ thừa nên là cảm giác là mình bị già hơn so với tuổi rất là nhiều. Em thấy cái đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ấy, khi mà các khách hàng đến đây gặp phải cái tình trạng mà bị mỡ thừa nhiều này, da thừa trùng xuống, tự dưng cảm giác gương mặt của người ta bị trưởng thành hơn so với tuổi rất là nhiều luôn đấy. Thì bản thân chị thì hiện tại em cũng đang xem lại cái hình ảnh cũ của chị Thảo trước đấy, thì phải công nhận là cái lượng mỡ thừa và da thừa cũng rất là nhiều đúng không? Thì không biết là trước đó thì chị Thảo đã từng nhấn mí lần nào chưa hay chị chưa từng nhấn chưa đúng chưa không? Từng xâm lấn gì trên khuôn mặt hết. Có mũi của mình là tiêm filler, chị có tiêm filler một lần. Sau đó là đến tới đây là chị tiêm giải đấy, sau đó chị làm mũi luôn. Tức là đến tiêm cũng như là lúc lên đó thì là kiểu mình hồi hộp, huyết áp lên, xong sau đó mình các bạn ấy dẫn xuống, khoảng một tiếng sau nữa lên thì mình vẫn bị huyết áp cao. Thế nhưng mà một lúc thì anh Lâm thì có bắt mạch thì bảo cái mạch này vẫn làm ok, không vấn đề gì hết. Để về bảo là mình cũng nghĩ là cái may mắn rồi, nếu mà anh bảo là nếu mà vẫn mà làm được thì mình đang là vẫn là may mắn rồi. Lúc đấy nghĩ trong đầu là thôi chắc là quả này không làm được nữa rồi, sợ. Em lúc về lúc đấy chồng không gọi được, đệ bảo là cũng liều thật, mà liều thật huyết áp lên như thế mà vẫn làm, thế bảo lúc đấy thì cũng đánh liều đấy, nhưng mà mình nghĩ nó cũng may mắn thôi. Xong mọi thứ rất là ok, nên là mình thấy là nó không có gì đáng sợ và cái kiểu là biết thấy ngay từ đầu, chị làm ngay từ đầu rồi. Đấy, căn bản là cái lúc mình lên nó cái tâm lý của mình ấy. Đúng rồi. Nó hơi bị xáo trộn một chút. Đúng. Đấy, xong cộng thêm cái không khí ở trong cái phòng mổ là mình tăng cái áp lực lên. Xong một lúc thì lại thấy bình thường, ok ngay. Em thấy hầu như cái tâm lý của khách hàng nói chung trước khi phẫu thuật sẽ là hơi hỗn độn cảm xúc một chút xíu này, hồi hộp này, lo lắng này, đặc biệt là khi mà bước vào phòng phẫu thuật này, không gian này rồi mọi thứ xung quanh sẽ khiến cho mình hồi hộp. Bản thân em là người cũng từng trải qua những cái dịch vụ giống như chị, khi mà đặc biệt là khi mà mình đặt lưng xuống cái giường phẫu thuật ấy, là bắt đầu nhịp tim này rồi huyết áp mọi thứ nó cứ nhảy loạn xạ hết cả lên. Nhưng mà đến lúc mà khi mà mình tự nhìn trải nghiệm xong rồi thì mình lại thấy là thực ra nó đâu có đáng sợ quá như vậy. Đúng rồi. Ra là cái nỗi sợ là do mình tự tạo ra thôi mà. Đấy, thì bản thân chị cũng là người trải nghiệm xong rồi chị cũng thấy thế đúng không? Bây giờ đã 2 tháng rồi thì không biết là chị có nhớ lại cái cảm xúc khi mà mình ngồi dậy và các bạn cho mình xoay gương. Bây giờ em muốn hỏi chị cái cảm xúc lúc ấy khi mà mình nhìn thấy cái sự thay đổi của mình trong gương. Lúc đấy là chị cũng thấy, nói chung là cũng thấy vui hơn rồi. Bởi vì căn bản là mình khi mà mình soi gương ấy, mình thấy nó có khuôn mặt nó có sự khác biệt hoàn toàn luôn. Chị nhìn thấy rõ luôn. Lúc đấy thì nó có hơi bị sưng một nề chút, nề một xíu, xíu do thuốc tê. Nhưng mình cảm giác là khách thay đổi hoàn toàn. Chị cảm giác là thay đổi hoàn toàn luôn ấy. Vâng. Đấy. Thế là mình rất là vui đúng không? Đúng rồi. Đấy. Biết thế làm sớm hơn. Sau cái khoảng thời, sau đó là đến về nhà được khoảng một tuần, bắt đầu nó đỡ nề hơn. Rồi các vết mổ của mình nó khô hơn. Xong rồi mình được tháo nẹp ấy. Thấy tự tin, thấy là mình chỉ tập trung vào cái đấy, mình không tập trung vào những thứ khác. Chính xác, em cũng thế. Hồi trước em trên gương mặt em có rất nhiều khuyết điểm. Khi mà soi gương thì những cái thứ khác mình tạm ok đi. Nhưng mà đến lúc nhìn vào, sao mũi xấu thế, cả nhà chả có ai có cái mũi xấu giống mình. Đúng. Cứ càng nhìn vào đó. Chị nhiều khi mọi người cứ kiểu, các bạn là như này này, chị bầu được thứ nhất, bầu thứ hai thì
chị bị vỡ cái nét ấy. Vâng. Sau đó đầu thứ nhất là chị đã bị kiểu đó, mũi của mình đã kiểu như đã bị bệnh rồi, bè bệnh rồi. Đúng rồi. Sửa bầu xong bắt đầu nó lại bè, nó bệnh hơn, có nghĩa là cảm giác nó thu xuống nhưng mà nó không đáng kể. Đấy, mình cảm giác nó vẫn kiểu nề như cái lúc mình mang bầu ấy. Thế là đúng là stress cực luôn đấy. Thế xong là bảo với chồng chị nào, đau thì đau chứ em chỉ ước mơ em làm cái mũi cho nó tự tin hơn tí thôi đấy. Thế cuối cùng cho chị vẫn đồng ý cho chị đi làm mũi. Thế cái lúc mà mình tháo nẹp này, đến đây tháo nẹp và cắt chỉ này, mũi thì đã nhìn thấy ổn định hơn này, mí cũng vậy này, thì về nhà thì mọi người trong nhà có lời khen gì không chị? Khác chứ, khác ngay từ khi, có nghĩa là chồng chị đã bảo là khác rồi. Thế rồi có nghĩa là cứ bố con trêu nhau ấy, cứ bảo bây giờ không phải mẹ nữa đâu, mẹ khác rồi. Bà bố con có trêu nhau là mẹ khác rồi, không phải mẹ Thảo đâu. Không phải mẹ Thảo đâu. Ok, vậy thì bây giờ thì em sẽ xin phép chị Thảo chia sẻ lại một chút xíu cái hình ảnh của chị để xem sự khác biệt của chị nó khách quan một cách như thế nào khi ngay trước và bây giờ sau 2 tháng thực hiện dịch vụ nhá. Là em xin phép ra ngồi gần chị Thảo một chút xíu nhá. À, tôi sẽ để gần lại ảnh và hình ảnh hiện tại của chị luôn này. Tôi sẽ để gần lại đây để mọi người đánh giá khách quan nhá chị Thảo nhá. Chính xác là cái cặp mí của chị hồi xưa phải gọi là trời cho đấy, trời cho cái nhiều mỡ với cả cái da thừa đấy chị ạ. Bởi vì là cái nếp mí của chị phải nhìn thật kỹ thì mới nhìn thấy cái nếp mí của chị, bởi vì nó rất là nhỏ do cái lượng mỡ thừa và da thừa trùng xuống rất là nhiều này. Còn đặc biệt mũi của chị cũng gây ấn tượng mạnh nữa chị ạ. Đấy là phần sống mũi rất là thấp này, đầu mũi tròn và đặc biệt là ấn tượng bởi hai cái cánh mũi nó bị bè ra rất là nhiều. Đúng rồi. Đấy. Đặc biệt là không biết là chị có để ý không, nhưng mà những người mà có cái tình trạng cánh mũi bè như vậy khi mà cười lên ấy, cái mũi nó lại càng vòng và càng to ra nhiều hơn, đúng không nào? À, bây giờ chúng ta sẽ phân tích thêm hình ảnh góc chụp từ dưới lên nhé. Cái phần trụ mũi của chị rất là yếu và ngắn và có xu hướng bị đổ lệch sang bên trái. Đó. Bình thường người ta có cái lỗ mũi hạt chanh, còn chị đây là hạt đậu rồi. Bởi vì nó bị cái cánh mũi bị bè ra nhiều quá, đúng không? Góc nghiêng đây. Góc nghiêng này thì cái phần sống mũi của chị chưa được thẳng nhá. Đó. Và nó hơi thấp một chút xíu này. Chị khi mà đến với bác sĩ Doãn Lâm thì chị có mong muốn một dáng mũi như thế nào? Chị mong muốn một dáng mũi thì có nghĩa là không theo một cái hình tượng nào đó. Chị chỉ muốn là nó hài hòa với khuôn mặt của chị thôi. Chị không có một cái hình tượng đấy để mình theo đuổi. Mình chỉ muốn là bác sĩ tư vấn nào để cho mình hài hòa với khuôn mặt của mình nhất. Và không nhất thiết là phải giống ai. Đúng. Vậy thì theo chị thì bây giờ nhá, em thấy vẫn có một số quan điểm đấy là bây giờ ra đường 10 người thì phải 9 người phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thì chị nghĩ sao về cái quan điểm này? Quan điểm này là chị thấy bình thường mà. Bởi vì đối với xã hội bây giờ thì ai cũng mong muốn những cái đẹp. Đấy, ai cũng muốn mình đẹp lên. Bây giờ xã hội ai cũng đẹp lên thì mình không thể là mình tụt hậu, mình xấu mãi được. Đúng. Thế là đúng là mình theo cái trào lưu. Đấy. Cái trào lưu là cái thứ nhất, và cái thứ hai là cái mong muốn của mình ấy, mức sống của mình nó ổn định hơn, mình muốn đẹp hơn, mình muốn chất lượng cuộc sống của mình nó cao hơn. Đấy, hình tượng của mình nó đẹp hơn nữa. Thế là cái thẩm mỹ này chị thấy nó rất là bình thường thôi. Bình thường đúng không ạ? Và cái gì đẹp thì mình ưu tiên đúng không chị? Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi với chị Thảo. Và em cũng rất là vui khi ngày hôm nay được đón tiếp chị tại đây. Và thấy chị vui tươi như thế này là thẩm mỹ Hoạn Lâm cũng rất là vui luôn. Vậy thì trước khi tạm biệt nhau thì bây giờ cũng là đầu xuân năm mới rồi. Thì không biết là chị Thảo có thể gửi đôi lời chúc Tết nào đấy đến bác sĩ Doãn Lâm cũng như là thẩm mỹ Doãn Lâm được không ạ? Sang năm 2023 năm Quý Mão, chị sẽ chúc bác sĩ Doãn Lâm cùng đội ngũ của thẩm mỹ sang năm mới sẽ có nhiều khách hàng hơn và sẽ được nhiều khách hàng biết tới thẩm mỹ của mình hơn. Và chị mong muốn là trong một tương lai không xa thì cái thẩm mỹ của mình sẽ nhân lên nhiều các tỉnh khác để các bạn ví dụ như các bạn ở những cái tỉnh xa, các bạn ấy không phải di chuyển quá lâu, bởi vì cái đợt chị đến đây làm chị thấy các bạn nhiều bạn ở tỉnh rất là xa, các bạn đi lại rất là vất vả. Đấy. Nên chị chúc cho thẩm mỹ của mình sẽ trong những năm tới này sẽ được nhân nhiều lên cái nhánh nhiều hơn nữa. Dạ vâng, em cảm ơn những lời chúc vừa rồi của chị. Và thay mặt cho giảng thẩm mỹ Doãn Lâm thì em cũng rất là cảm ơn, trước hết là em rất là cảm ơn chị vì đã tin tưởng thẩm mỹ Doãn Lâm và trao cho bác sĩ một cái cơ hội được làm đẹp cho chị.
thay đổi cho chị một diện mạo mới, ngày càng tự tin và xinh đẹp hơn. Và đầu xuân năm mới thì em cũng xin phép được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chị và toàn thể gia đình ạ. Chúc toàn thể gia đình mình có thật nhiều sức khỏe này, đắc tài đắc lộc, một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý chị nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải tạm chia tay vị khách hàng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo. Các bạn tiktok của đang quan tâm